các anh chị đã đăng ký kênh, cũng theo dõi kênh YouTube của Điện Máy AHA. Video hôm nay, Điện Máy AHA sẽ hướng dẫn anh chị cách thức sử dụng một chiếc nồi nấu đậu phụ dùng điện một pha. Thì bên cạnh em đây là chiếc nồi nấu đậu phụ loại dung tích là 50 lít, sử dụng tụ điện rời và dùng điện một pha. Thì cơ bản là chiếc nồi này thì đã được em giới thiệu một video khác rồi. Là nồi này thì thiết kế nó 74 chị nhá, và tụ điện rời dung tích là 50 lít. Thì sau khi anh chị nhận được chiếc nồi nấu đậu này mua về, thì chị sẽ tiến hành treo tủ điện này và kết nối điện nguồn cho chiếc tủ điện. Thì các anh chị cần hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật thì các anh chị vui lòng xem video hướng dẫn về cách thức đấu điện cho chiếc nồi nấu đậu phụ này. Em có một video riêng, các anh chị vui lòng xem ở cuối video hoặc là phần link bên dưới. Đấy, thì là sau khi các chị kết nối được điện nguồn thì các chị hãy tiến hành đổ nước, cấp nguồn tâm nước vào trong cái khoang đun cho em nhé. Đây, cấp nước vào khoang đun thì thông qua cái đầu ống này. Đấy, ta sẽ mở van và cắm ống tiếp mềm vào đây và cấp nước lọc vào đây. Thì sau khi cấp đủ nước, chúng ta sẽ khóa van này lại. Đấy, ngoài ra thì cái van này van một chiều nhé, chúng ta kệ nó vậy. Van một chiều để đảm bảo an toàn thôi. Thì anh chị chúng ta sẽ để nguyên hiện trạng. Thì máy AHA đã kết nối rồi. Sau đấy, sau khi các chị đã cấp nước vào khoang đun rồi, các chị sẽ tiến hành cấp nước vào cái khoang trong này, khoang nấu nhá, khoang nấu đậu đấy. Cấp nước vào đây để chúng ta tiến hành, để tí nữa ta sẽ đun test thử đấy. Thì khi các chị đã kết nối được phần điện nguồn cho tủ rồi và cấp nước cho cái khoang đun rồi, cũng như là khoang chứa rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành sử dụng. Và một lưu ý nhỏ cho các chị nữa là phía sau của những nồi nấu đậu này thì đều được Điện Máy AHA kết nối một chiếc dây tiếp điện, hay gọi là dây tiếp đất đấy. Thì các chị vui lòng là tối thiểu các chị dùng chiếc đinh cuốn vào những phần đầu dây đó đây. Đây. Thì các chị tuốt dây đồng ra và cuốn một chiếc đinh và đóng xuống đất. Nếu mà chị đóng được càng sâu càng tốt thì đảm bảo an toàn cho người sử dụng sau này thôi. Đấy là lưu ý chúng ta của Điện Máy AHA hướng đến các anh chị. Thì sau khi chị đã kết nối rồi thì đây các chị nhìn trong tủ nhá, chúng ta có một chiếc automat tổng. Đấy, nhìn này, một chiếc automat tổng này. Chiếc automat này sẽ đóng ngắt điều khiển toàn bộ phần điện cho chiếc nồi nấu đậu của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ tiến hành bật lên hoặc là tắt đi đấy. Chúng ta sẽ tiến hành bước 1, ta sẽ tiến hành bật automat tổng lên. Đó. Sau đó đèn báo nguồn này đỏ sáng này. Tiếp theo, các anh chị sẽ tiến hành bật cái automat đơn này của thanh nhiệt số 1 này. Đó, thì đèn báo vàng sẽ sáng và nồi bắt đầu hoạt động. Và bước thứ hai, đấy anh chị nhỉ. Chúng ta sẽ vặn cái chiếc đáp này từ mức 0 này, vặn lên theo chiều suy từ kim đồng hồ lên 100%. Đây. Thì cái thanh nhiệt số 2 này sẽ hoạt động. Đấy. Sau khi khoảng 40 đến 45 phút thì phần đậu ở trong phần sữa đậu sôi, thì các chị hãy lưu ý hộ em là ta sẽ tiến hành tắt cái automat đơn này đi, của thanh nhiệt số 1 này. Ta tắt đi nhá, tắt xuống. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái này cho nó to nhỏ, mức độ sôi vừa phải thôi, không cần thiết phải sôi to quá là gì. Đây là những cái ưu điểm của chiếc tủ nấu điện, chiếc tủ điện do Điện Máy AHA sản xuất. Thì các anh chị lưu ý như thế. Thì sau một thời điểm nhất định thì các chị sẽ tiến hành tắt hết điện đi, bạn chi đáp này về và tắt automat tổng đi, là chúng ta sẽ kết thúc một cái quá trình nấu đậu phụ. Thì thời gian đun nhanh hay chậm, hay là thời gian lâu hay là nhanh, thì là do cái thói quen đun nấu của các anh chị và cũng như cái yêu cầu riêng của loại thực phẩm chúng ta. Thì các anh chị lưu ý chúng em giúp em là nếu quan trọng là chúng ta bắt buộc phải cấp nước vào khoang đun này là tối thiểu là đạt 3/4 cái ống mà như em để đây. Anh chị quan sát ở cái ống tiêu này là tối thiểu đạt 3/4 nhá. Thì sau khi cấp nước xong ta khóa lại và tiếp theo sẽ đổ nước khoang trong này trước khi bật điện. Đấy là cái khuyến cáo đặc biệt quan trọng mà Điện Máy AHA nhắc nhở các anh chị như là như thế. Thì trên đây em đang dẫn các anh chị cách thức sử dụng cho một chiếc nồi nấu đậu sử dụng điện một pha dung tích 50 lít. Thì các anh chị có cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật hay là cần báo giá chi tiết sản phẩm, các anh chị vui lòng gọi đến số hotline trên màn hình hoặc các anh chị có thể kết bạn Zalo số truyền hình
để được Điện Máy AHA tư vấn cũng như báo giá chi tiết cho các anh chị về chiếc nồi nấu đậu phụ 50 lít này. Cảm ơn các anh chị đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh của Điện Máy AHA. Cảm ơn các anh chị.